Rồi, rất vui đã gặp lại đại gia đình đam mê Mai Vàng Rừng trên kênh Cây Cảnh Giá Rẻ nha. Rồi, chúc cả nhà có một tối nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và quây quần bên mái ấm gia đình của mình nha. Hãy bật kênh Cây Cảnh Giá Rẻ để xem những cây mai độc lạ từ khai thác từ rừng Bình Thuận về nghe cả nhà nha. Rồi, em xin nhắc lại là bên em là bán mai rừng là chuyên bao sống cả nhà nha. Đó, bao sống như thế nào là chúng ta cứ nuôi, nếu mà chưa biết gì thì anh em cứ nuôi trong bầu như thế này thôi, là tay tự sống thôi, tại vì đó là bầu rinh. Bầu rinh cả nhà. Bầu rinh thì rất là dễ sống cả nhà nha. Bên em là bao sống cả nhà. Và bên em có nhận nuôi bao gửi và bao ghép cho cả nhà luôn nha. Cái phần đó thì anh sẽ tính anh em mình có sẽ tính lại sau. Còn cái phần mà nuôi cây ở nhà 2 tháng đến khi lá già giao thì em hoàn toàn không có lấy phí nha. Rồi, để bắt đầu tối hôm nay thì em xin gửi đến cái nhà là 5 cây. Toàn là hàng độc đẹp không cả nhà nha. Hàng độc đẹp không nha. Đó, những cái mai này thì tìm mai nhà rất khó cả nhà. Tại vì những cái mai rừng thiên nhiên này thì dáng thế nó là do bàn tay thiên nhiên làm ra đó. Rất là độc lạ nha. Rồi, em không mất thời gian của nhà thì bắt đầu cây số 1 là một cây mục cũ đế lực. Rồi vào thông số luôn chị. Cái đó chị đo cái eo trước đi chị. Chị đo cái eo trên trước đi. Rồi, đo hoành chuẩn trước nha. Ở dưới vậy, dưới nữa. Rồi, ngay đó chuẩn. Quá đực nở quá nha. 51. Hoành là 51. Rồi hoành đo hoành cũ luôn chị. Đây, đo hoành cũ luôn. Tại cái này là nó một cũ nha. Đế quá lợi quá dữ cả nha. Một cũ đế quá dữ luôn rồi. Đó, một hàng độc cả nhà nha, hàng độc nha. Hoành cũ nó nhiêu vậy? Em xem. 65. Hoành cũ nó 65 nha. Hoành cũ 65. Hoành cũ quá được quá khủng khiếp cả nhà. Hoành cũ nở lắm nha nha. 40. Cao là 40, rất là lực cả nhà nha. Đế quá khủng khiếp 52. Luôn. 52 bầu đế. Đó, cái này thì chúng ta có thể hạ bỏ cái rễ này bỏ đi cả nhà. Nhưng mà do là em bao sống cái rễ này rễ cám nè. Mình rước ra không có được đâu nha cả nhà nha. Tức thì là rễ cám này rất là nhiều nè. Cái này sẽ nó quyết định nó nuôi cái cây của mình nè. Đó, quay vòng với chị. Thì cái này em giao lưu với cái nhà là 3.000k nha, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Mặt này rất là đẹp cả nhà. Tuy nhiên mặt bên đây là có cái lũa. Bên này nó có cái lũa cả nhà. Bên này có lũa chúng ta về chám vô cái sông ở nhà nha. Phần này rất là dễ nha. Cái lũa nó hai ngón tay cả nhà nha. Đó, chám vô cái sông nha. Rồi, em giao lưu với cái nhà là 3.000k một cây phình đế nở. Dốt ngọn luôn, hàng độc lạ cả nhà. Hàng này quá đẹp luôn. Anh em mà chịu về chơi chám này là sau này cây này tương lai là hàng độc luôn cả nhà. Một củ quá khủng khiếp cả nhà. Một củ đế nở luôn. Đế quá đẹp luôn cả nhà. 3.000k thôi cả nhà. Cây số 1 quá đẹp cả nhà. Quá đẹp cả nhà. Lâu lâu hàng bữa nay là hàng độc cả nhà nha. Quá dữ dội luôn cả nhà ơi. Rồi, em xin phép xuống clip tại đây và tiếp tục với cây số 2 cả nhà ơi. Rồi, tiếp tục với cây số 2 chúng ta là một cây đế thú cực kỳ VIP cả nhà. Đó, đế thú cực kỳ VIP nha. Đó, cây này quá độc lạ luôn cả nhà. Rồi vào thông số luôn chị. Cây này đế quá dữ rồi. 51. Hoành là 51. Bầu đế 42. Bầu đế là cao 42. Bầu đế này 60. Bầu đế 60. Rồi chị đo cái mình của nó, chị đo ngang đây cái mình của nó đường kính bao nhiêu. Rồi, 12. 12 rồi. 14. 12 đến 12 mình đo công thức á. 12 thôi, quay vòng chị. Rồi, cây đặt cả nhà nha, cây đặt nhưng mà tuy nhiên nó có cái lũa đây, cái nhà nó đang bao cả nhà nha. Cái lũa nó hai ngón tay nha, đang bao. Đó. Đây, một cây hình thú. Thú hai đầu luôn cả nhà nha. Rồi, cái này em xin phép cho luôn cả nhà là 2.500k chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bên em là bao sống hoàn toàn ngay cả nhà nha. Đó, một cây đế thú dữ dội nha. Thú hai đầu ngay cả nhà. Đó, rất ok cả nhà, cây độc lạ cả nhà. Đó, quá ok nha. Rồi, em xin phép kết thúc clip cây số 2 và em tiếp tục với cây số 3 cả nhà mình ơi. Rồi, em xin phép tiếp tục với cây số 3 của chúng ta, một cây đế rất là đẹp cả nhà. Đây, đế rất là đẹp nha. Cây đế rất là đẹp luôn cả nhà. Nó một cây dáng bay cả nhà, dáng bay nha. Nó vào thông số luôn chị. Hoành là 48 cả nhà mình ơi. Cao 55. Cao là 55. Bay, bay luôn. Rồi chịu bay luôn. Cây đặt cả nhà nha, cây này cây đặt tu luôn cả nhà. Bay là 56. Bay là 56. Bầu đế 52. Bầu đế 52. Quá ok luôn rồi cả nhà. Cây quá đẹp cả nhà. Cây đặt tu luôn cả nhà, đặt tu luôn nha. Nó cây độc lạ nha. Nó chừng quá vững luôn. Chừng quá vững luôn cả nhà. Đế rất là đẹp luôn nha. Nó hoành 48. Rồi, cây này em giao lưu với cái nhà là 2.200k chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bên em là bao sống nha. Một cây đặc cả nhà nha, một cây đặc tu luôn nha. 2.200k, cây quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đó, quá ok cả nhà mình ơi. Đó, đặt quay vòng nha chị. Rồi, để ngắm bộ đế một lần nữa.
Rồi, em xin phép xuống clip cây số 3 và em tiếp tục với cây số 4 các nhà ơi. Rồi, em tiếp tục với cây số 4 là một siêu phẩm tàn bay. Một siêu phẩm tàn bay mà nó hơi lai thú cả nhà nha. Chi nó quá đẹp luôn cả nhà, chi nó co lắc tàn gió quá đẹp luôn cả nhà. Cây quá tuyệt vời luôn mà bộ đế sổ cả nhà. Bộ đế sổ rất là đẹp nha. Nó bộ đế sổ nè, chằng chịt luôn nè. Cực kỳ là quái luôn cả nhà ơi. Cây này rất là mạnh nha, cây này rất là mạnh nha, về là ghép luôn cả nhà. Rễ nè, rễ cám nè. Rễ cám tua tủa luôn cả nhà ơi, cây quá độc quá đỉnh luôn cả nhà mình ơi. Đó, tàn bay nha. Cây này là một cây cả nhà nha, một cây quay vòng chị. Cây này là một cây cả nhà, độc lắm cả nhà nha. Nó là một cây, mình thoạt nhìn là tưởng đâu hai ba cây, thật sự là một cây một thôi. Đó, bộ đế rất là khủng luôn. Bộ đế khủng, cực kỳ là khủng luôn cả nhà ơi. Đó, đây thấy cả nhà thấy không, một cây đó, đây nè. Đây là một cây nè, một bệ nè, mở ra cái dáng rất là độc luôn cả nhà. Dáng cực kỳ là độc luôn. Đúng, chỉ có bàn tay thiên nhiên làm ra thôi, chứ mày mà không cách nào mà làm được kiểu này hết. Đó, vào thông số luôn chị. Quá đẹp rồi cả nhà. Thì cái này mà chúng ta chỉ đo được kiểu này thôi, chứ không được đo được kiểu nào, tại cái bộ đế nó sổ cả nhà. 68. Hoành là 68. Cây quá đẹp luôn cả nhà. Cây quá, thực sự là quá xuất sắc rồi. Cao 70. Cao là 70. Bầu đế 54. Bầu đế 54 luôn. Không còn từ nào mà miêu tả về cây này được cả nhà. Bộ đế sổ nôm. Bộ đế sổ nôm rất là đẹp luôn cả nhà. Đây. Đó. À, tuy nhiên bên đây là có cái lũa đây cả nhà nha. Cái lũa đây mình nói chung mình chám vô đây cái xong cả nhà. Nói chung là không ảnh hưởng gì nhiều hết. Cái cây cái bị phần đó bị lũa thôi. Còn chám vô cái xong thôi. Cây này đặc tu hết cả nhà. Hàng cực kỳ quái nha. Tàn quá trời bay lắc quá đẹp luôn cả nhà ơi. Tàn bay lắc cực kỳ là đẹp luôn. À, siêu phẩm cả nhà ơi, siêu phẩm cả nhà ơi. Cái này đánh một cái tàn bay ra thì không còn gì mà chê nữa. Rồi cái này em giao lưu với cả nhà là 6.000k, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Hàng độc lạ cả nhà ơi. Ôi, cây này không chơi là không biết chơi cây nào luôn, hàng quá độc luôn. Hàng này quá độc cả nhà. Siêu phẩm, phải nói siêu phẩm của bàn tay thiên nhiên này. Quá độc, quá độc. Đó, quay vòng đó chị. Bộ đế sổ quá dữ dội luôn. Cực kỳ là đẹp luôn. Quá dữ dội cả nhà ơi, cây một cây quá đẹp luôn. Lâu lâu mới được vàng cây vậy. Rồi, em xin phép kết thúc clip cây số 4 và em tiếp tục với cây số 5 cả nhà mình ơi. Rồi, tiếp tục với cây số 5, cây cuối cùng là siêu phẩm tàn bay anh em ơi. Siêu phẩm tàn bay mưa gió tới anh em ơi, em nói cho nhanh nha. À, hành nhiêu chị? 58. Hành 58. Rồi, tàn bay này em độ vô cái nhà luôn 1m8 luôn. Quá bay quá dài rồi. Nói chung là mưa tới cả nhà, thông cảm nha, là trời tối thui hết rồi. Mưa tới rồi. Bây giờ ướt điện thoại rồi. Khỏi đo luôn chị. Hành nãy chị đo nhiêu? 58. Rồi, đo 8 chị bo bầu đế luôn đi. Quá mưa tới cả nhà, vất vả quá. Bầu đế 54. Thì cái này anh em muốn hạ tàn bay xuống thì mình hạ tới đây mình chơi vẫn ok cả anh em nha. Hạ tới đây là cực kỳ đẹp luôn nè. Nhưng mà em để hờ cho anh em về có ý tưởng nào hay hơn thì để nha. Nói chung là cây này em chơi là em để tới đây thôi. Em chơi tới đây là nó là chuẩn rồi. Em lấy cái tiên cái chi kia làm tàn bay ra nữa là ok vip rồi. Nó hành nhiêu chị? 58. Hành là 58 hàng khủng anh em nha. Hành 58 hàng khủng luôn, cao 1m8. Nó tàn bay 1m8 anh em nha. Bộ đế cho anh em xem nè. Bộ đế sổ rất là đẹp anh em. Bộ đế cực kỳ là vip nha. Đây nè, một rễ nè, hai rễ nè, ba rễ nè, bốn rễ nè, năm rễ nè anh em nha. Nó rễ nói chung là full bầu nha anh em. Bộ đế rất là quái nha. Rồi, cây chúng ta là bị bọng ở đây ra anh em. Cây đây chúng ta bị bọng, chỗ này thì anh em chám lại. Đó, cái này anh em chám lại cái xong nha. Đó, quá ok. Một siêu phẩm tàn bay anh em ơi. Thì cái này em giao lưu với anh em là 4.500k, chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bên em là bao sống 100% nha. Rồi, em xin phép kết thúc clip đây. Chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều mà mưa gió tới cả nhà.